Ông nào mà bị vợ chê yếu yếu thì lưu ngay video này giùm em và làm ngay lập tức cho cả nhà. Hôm nay em Quân sẽ giới thiệu với nhà một món nha, đó là cháo sò huyết cực kỳ bổ luôn. Ăn một tô cháo này nè là bằng một ký thịt bò nha, mấy chục con hàu nha. Cháo sò huyết mình ăn mình nấu sao cho nước nó đậm đà, thơm thơm, ngon ngon và giữ nguyên được cái độ ngọt, độ chất dinh dưỡng của con sò huyết. Thì cả nhà lưu ngay video và học cùng em Quân. Đây là em sẽ tách trước cho cả nhà ví dụ nè. Đây nè, những con sò huyết mới tách xong là rất là đỏ nha. Ngoài ra thì cả nhà lưu ý nếu mà mua về mà không biết tách á thì ở trên mạng rất là nhiều nha. Giờ ok kìm nha, kìm chuyên dụng để tách sò. Chỉ cần bỏ nó vào đây để nó vào cái đít con sò huyết. Rồi. Chỗ hai cái đít con sò huyết á, nó có cái cạnh này nè. Thì mình đút nó vào. Và cả nhà đút sâu vào nha, mình sẽ bấm thôi. Đó, thấy không? Bấm nhẹ cái này bể ra làm hai. Và như vậy là mình có thể tách con sò huyết ra được nha. Đó. Đó, nghe thấy không? Rất là dễ nha. Thì một số người mà ăn sống được hoặc là ăn tái hoặc ăn low cost được, người ta sẽ ăn luôn. Nè, ta cầm như vậy ta ăn luôn. Đó, ví dụ như vậy nha cả nhà. Em thì ăn sống rất là thoải mái nha. Để được nấu cháo sò huyết thì gồm những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên, không thể thiếu đó là gạo. Tiếp theo là giá. Giá để mình ăn cháo cho ngon. Thế là giá mình cho ăn cháo cho ngon. Rồi, ăn cháo tất nhiên phải có tiêu rồi. Tiêu xay, nước mắm, nấm rơm, ngò gí, đường, hành tím phi, hạt nêm, bột ngọt, hành tím. Ăn cháo nó phải có gừng nha, gừng lên mùi cho nó ngon nha. Dầu ăn và hành lá. Bây giờ em mời cả nhà học công thức cùng em nha. Cả nhà ơi, mình sẽ vo gạo thì là sạch nha, mà mình cho gạo với nước vào đây nè, vào trong một cái thố mình nấu như vậy nè. Mình sẽ vo gạo trước, lấy nước sạch trước, cho gạo ra chất dơ trước, xong mình sẽ nấu trong cái thố như vậy cả nhà. Nấu một hồi gạo nó sẽ nở cả nha. Cả nhà lưu ý là một thố như vậy thì mình nấu tầm khoảng là 2 muỗng gạo là vừa nha, 2 muỗng gạo là vừa. Nhiều quá nó nở ra là rất là nhiều nha. Một số người mà không biết á, nấu cháo mà bỏ một chén gạo mà thua luôn á. Một chén là nấu cho nguyên một cái đám ăn luôn á. Cái đám thì em nói hơi quá cả nha. Một chén thì nấu nguyên cho giống như là nguyên một mâm mỗi người gia đình 10 người ăn là tha hồ luôn nha cả nhà. Rồi mình nấu một hồi nó sẽ nở nha cả nhà ơi. Trong thời gian mình đợi gạo nó nở cả nhà thành cháo nha, thì bây giờ mình sẽ đi phi hành tím nha. Cái món cháo mà thơm hay không á là do cái khi mình nấu xong á, bỏ miếng hành tím vào nó cực kỳ thơm luôn, rất là cuốn nha. Mình sẽ phi chứ. Hành tím thì ở đây hành tím phi thì em có mua sẵn rồi, nhưng mà hành này nó cũng thơm nhưng mà không lên mùi bằng hành mình trực tiếp phi nha. Thì mình sẽ phi thêm một miếng nữa đây, hồi mình bỏ vào thơm cực kỳ thơm luôn, nó sẽ cuốn hơn rất là nhiều. Cả nhà ơi, mình phi hồi nha, hành lên cái mùi thơm quá thơm rồi, quá dày mùi nha. Cả nhà lưu ý là nó vừa được ngả màu về là mình tắt rồi nha, hồi này nó thơm nha. Để mình phi quá là nó chín quá là nó thành là đen luôn đó. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra, mình chỉ lấy hành thôi. Rồi cả nhà ơi, mình nấu một hồi nha, gạo nó cũng nở rồi nè, nó bắt đầu sệt như vậy. Thì bây giờ cả nhà cái nào mà có bột đó, thì mình sẽ vớt bột. Vớt bột bỏ nha, ý là hồi nãy là mình nấu vo gạo sạch rồi đó, nhưng mà vẫn phải có bột nha. Giờ mình sẽ vớt bột bỏ và mình sẽ đảo đều cháo cả nha. Mình nấu một hồi tiếp nha cả nhà. Cháo nó đã gục đều rồi nha, chín đều rồi. Bây giờ mình sẽ nêm nếm nha, nồi cháo ngon hay không là ở chỗ nêm nếm cả nhà. Đầu tiên nha, sẽ nêm là 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng nước mắm. Bây giờ mình tiếp tục mình đánh đều cho cháo nó chín đều nha. Rồi nha các nhà ơi, sau khi mà mình nấu cháo nêm nếm ngon rồi, đã ngon đâu phải không? Bây giờ mình sẽ cho là nấm rơm vào nha. Giờ mình sẽ cho nấm rơm vào. Nấm rơm mình bỏ vào mình sẽ đảo đều rồi nha. Nấm rơm thì nó sẽ lâu chín hơn mấy cái kia. Rồi sau khi bỏ nấm rơm nha, tiếp tục mình sẽ bỏ gốc hành vào nha. Rồi sau khi cho gốc hành vào, bây giờ mình sẽ cho gừng vào mấy cái nhà ơi, để cho tô cháo nó có mùi thơm và rất là ngon nha. Ăn cháo thì thường nha, em Quân nha, người miền Tây phải ăn chung với giá nha. Giá ăn cháo cực kỳ ngon luôn, rất là thơm, rất là bổ nha cả nhà.
À, mình sẽ có một chỗ để giá như vậy, giá sống như vậy nha, mình ăn như vậy rất là ngon. Người miền Tây thường ta sẽ ăn cháo giá hoặc là rau rau đắng đắt đắt nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho làm hành tím phi cái nha, hành tím phi vào. Rồi sau khi mình cho hành tím phi vào cái nhà, bây giờ mình sẽ cho sò huyết vào cái nhà. Giờ mới tới lúc là cho sò huyết nha. Sò huyết này rất là nhanh chín nha cả nhà. Người ta ăn lo cót cũng được. Đây là cháo rất là nóng rồi. Cả nhà cho nguyên cái sò huyết này vào, mình lấy nguyên cái máu của nó nha. Đó. Rồi sau khi cho sò huyết vào thì tiếp tục nha. Mình sẽ cho đây cái hành tím hồi nãy là mình phi nè, tươi nha, thì nó sẽ có mùi thơm cực kỳ thơm luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó vào, trải đều lên. Rồi cuối cùng mình sẽ cho hành lá vào, hành lá sắc phân vào. Và cuối cùng của tô cháo thì không thể thiếu là tiêu nha. Tiêu mình sẽ phủ lên lớp mặt tô cháo quá hoành tráng cả nhà. Tùy sở thích mỗi người nha, ai ăn tiêu nhiều thì cho tiêu nhiều. Và cuối cùng mình sẽ trang để thêm 1-2 cọng ngò gí. Quá đơn giản cả nhà ơi, bây giờ mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Ăn cháo nó phải có miếng nước mắm nha, cho thơm thơm nha. Có ớt ăn cho ngon. Thật sự đối với em Quân như vậy là chín luôn rồi nha. Quá chín luôn rồi đó. Tại vì em Quân thích ăn đồ tái, thích ăn tái hơn nha. Đó, mình thả vào cả nhà đừng sợ sống nha. Cả nhà lưu ý là bỏ sầu huyết sau cùng giùm em. Khi gì nào mình ăn mới bỏ vào thì nó sẽ giữ được độ ngon, độ ngọt, rồi giữ được nguyên chất dinh dưỡng của sầu huyết. Ngon rồi, quá ngon luôn cả nhà, thật sự là quá ngon nha, cực kỳ ngon. Ăn cái này thì thôi, tối nay về bà vợ no xương với em luôn rồi. Ngoài ra cả nhà, đang trong mùa mưa lũ như vậy, anh em mình giống như là anh em đồng bào nè, hoặc là mọi người nè, đang trong mùa mưa bão như vậy thì mọi người á, có mà nếu như là tình thương đồng bào bà con vùng lũ vùng bão thì mình sẽ nấu những cái tô cháo như vậy nè, chỉ cần một chút ít sầu huyết hoặc là thịt bò bằm nha. Nhưng mà sầu huyết như vậy thì bằng 1 kg thịt bò thôi nha. Như vậy mình chỉ cần nấu một tô như vậy thôi, hoặc là một chén như vậy thôi, cho những chiến sĩ, cho những người mạnh thường quân, cho những anh em quân đội, người ta ăn người ta lấy sức nha. Ăn lấy sức, tại vì nguyên một ngày là đi cứu trợ rất là mệt, và tối về rất là mệt luôn. Nhiều khi tối còn phải là hỗ trợ bà con nữa. Mình chỉ cần nấu một chén cháo mà nóng như vậy nè, thật sự bão lũ mà cực kỳ là lạnh và rét luôn, thì nấu như vậy cực kỳ ý nghĩa luôn nha. Và bò bổ sức khỏe rất là tốt. Ngoài ra cả nhà luôn ngay video này là giùm em, ăn vô rất là ngon nha. Cái vị của nó em nói cả nhà nha, ăn có con sầu huyết á, khi như vậy nè. Cái tô cháo mình đã nêm ngon rồi, thêm sầu huyết mà mình bỏ vào nữa, nó ngọt, nước cực kỳ ngọt luôn, mà nó thơm nha, nước cực kỳ đậm đặc. Thì cả nhà luôn ngay video này lại, những anh chàng đẹp trai hoặc những cô vợ đẹp gái luôn ngay lại, làm ngay cái nha. Anh chị em làm xong nha, thì tăng cường sức khỏe thì đừng có quên em nha. Anh chị em nào và gia đình nào có em bé thì cũng comment xuống dưới giùm em luôn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà tiếp sau. Thank you.